Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách Pokemon hệ giác đấu nhé các bạn. Và ở đây thì cái em Lich Kitten nó đã xuất hiện rồi nè. Đó, đây là một trong những con mà các tập trước đó mình truy tìm. Nói chung là mình có rồi nhưng mà nó không phải là cái con thích hợp. Đó, mình qua vùng Savanna để mà tìm một em đấu sĩ. Đó là chính là em Ro các bạn ạ. Đây, trước tiên là bắt cái em Lich Kitten này đã. Whipball nó một cái đi. Các bạn nhìn cái lưỡi nó rất là gớm luôn. Trời ơi. Whipball không thành công rồi. Nhìn cái lưỡi nó các bạn à. Siêu dài luôn. Cái lưỡi siêu dài khổng lồ. Trời ơi. Whipball một phát nữa đi. Trời chết. Trời ơi, lâu quá tôi quên rồi. Whipball xài... cái lần đầu thì nó có tác dụng nhiều thôi, chứ mấy cái lần sau thì nó như không à. Thôi chuyển qua Thunderbolt đỡ cũng được. Trời ơi, hy vọng mấy con Lich Kitten này nó thích hợp các bạn ạ. Wow, nhớ tập trước mình cũng bắt nó rồi nhưng mà bắt không phải con thích hợp, với lại tốn rất là nhiều bon để mà bắt luôn. Con này nhìn vậy thôi nhưng mà tốn rất là nhiều bon đó. Trời ơi, chúng ta lại tiếp tục sử dụng thêm mấy quả Thunderbolt nữa đi các bạn ơi. Vẫn không thành công. Trời ơi. Tiếp tục là Thunderbolt nha. Hay có vẻ là mình để cái con anti nó quá lâu ta. Chắc chúng ta nên chuyển qua cái con Pokemon khác các bạn à. Mình nghĩ là như vậy. Tiếp tục một quả Thunderbolt nữa đi. Đó, rồi tính tiếp nha. Trời ơi, sao mày cứng đầu quá vậy? Cho mày một quả nữa nè con. Trời ơi. Ê, các bạn thấy không? Bắt khổ vải trưởng ra luôn. Trời ơi, có những con nhìn nó dễ bắt thôi nhưng mà bắt rất là lâu luôn. Ở đây thì mình sẽ chuyển qua cái con Hoopa nha các bạn. Wow, Hoopa của mình đạt cấp 99 rồi, căng vậy. Ở đây thì mình sẽ bắt nó luôn bằng Thunderbolt luôn nha các bạn. Đó, khi mà bắt quá lâu mà không thành công á, chúng ta nên chuyển Pokemon khác. Đó, để tăng cái tỷ lệ hơn. Yay, và lần này được rồi nè. Xịn thật. Đó. Rồi, để mình coi thử cái con này nó sẽ tiến hóa khi nào nha các bạn. Lich Kitten. Đây, Evo. Nó sẽ tiến hóa khi mà nó có cái kỹ năng là Roll Loud các bạn ơi. Wow. À, cái con Lich Leo này muốn kiếm chuyện với tôi hả? Mày hả con? Đây, chúng ta coi thử nó có Roll Loud hay không. Wow, nó không có Roll Loud rồi. Trời ơi, vậy là một con Lich Kitten không thích hợp nữa rồi. Để mình coi. Wow, thời gian bây giờ là 6075. Nó đã quá 6000 rồi, tức là nó quá buổi sáng rồi các bạn ơi. Rồi, vậy thì cái em Roll, cái em đấu sĩ của mình nó không thể xuất hiện bây giờ được rồi. Wow, khá là đáng buồn luôn. Rồi đây có em gì vậy? Có như... có vẻ như là cấp 2 của con Ekan đó các bạn ạ. Wow, và đây là cái vùng Savanna M nha các bạn. Đúng vùng này thì cái con đấu sĩ của mình nó mới xuất hiện lận. Cái con Ro á. Thì nó như thế nào? Tí nữa gặp thì mình sẽ cho các bạn xem hình dáng đó nha. Để bây giờ mình sẽ đi bắt cái con Sider này thử. Thử xem Sider này nó có cái kỹ năng là Fall Sweep hay không. Kỹ năng mà đánh mà nó còn một máu các bạn ạ. Đợt trước mình cũng có bắt một con Sider rồi nhưng mà không có kỹ năng đó. Cũng buồn luôn, trời ơi. Lần này thì để mình sử dụng cái quả khác đi. Chúng ta có thể thử sử dụng cái quả cầu Nest Ball nha các bạn. Quả này nè, Nest Ball. Quả cầu lưới. Dùng để bắt các Pokemon hệ... hệ nước và hệ bọ nha. Rất là thuận tiện luôn. Và Sider này thì nó có mang hệ bọ nữa, nên chúng ta sẽ bắt nó luôn bằng Netball. Đó. Wow, thành công luôn rồi kìa. Ở đây có một em Lich Kitten mới các bạn à. Để chúng ta lên coi thử. Quá đã luôn, trời ơi. Nó có một cái Thunderstone sát ở chỗ đó các bạn à. Để từ từ để mình leo lên cái đã. Dùng mấy con anti leo lên cho nó lẹ đi.
Leo bằng tay, leo bằng chân nó mỏi quá. Cưỡi anti cho nó lẹ. Đây, lần này thì lít y tên hả mày? Lậm mày luôn mà Whitbon anh con. Wow, mình cứ tưởng là nó thành công dễ dàng chứ, nhưng mà không phải bạn ơi. Rồi, không phải thì qua cái bãi khác đi. Như Tamerbon chẳng hạn. Chúng ta nhiều bon mà, không có gì phải lo lắng hết. Tiếp tục, mình sẽ spam khá khá cái số lượng Tamerbon đi, cho cái con này nó sợ mình mới được. Vẫn là Tamerbon nè. Đó, cho nó sợ mới được các bạn ơi. Tiếp tục một quả nữa các bạn à. Đó, mình sẽ quăng ra tầm 5 quả Tamerbon. Rồi mình sẽ đổi qua cái em Hoopa. Đó, để mà tăng cái tỷ lệ bắt hơn. Rồi, cho một quả nữa đi. Quả này mà không thành công nữa thì tôi chỉ với con Hoopa đó nha. Ây da, lần này nó sợ quá, nó thành công đó các bạn ơi. Quá tiện. Đây, để mình kiểm tra xem. Em Lit Kitten này cũng không có skill rollout luôn. Wow, buồn quá vậy. Để mình coi thử. Đây, cái kỹ năng rollout cấp mấy nó sẽ có nha các bạn. Rollout thì tầm cấp 33 nó sẽ học được nha. Mà mấy con Lit Kitten mình bắt á, đa số toàn rơi vào cấp 35 thôi. Đó. Nên chúng ta phải tìm lại cái ông mà học lại skill á, để mà học được. Khá là đáng buồn luôn. Nhắc mới nhớ, 30 mấy tập rồi mình vẫn chưa thấy cái ông học skill. Hồi hồi ông trốn kỹ vãi chưởng các bạn ơi. Ồ, và cái con Sider này nó có cái hệ thống skill rất là ổn định luôn. Và kích thước là kích thước nhỏ, nhưng mà không có cái phone sweep rồi. Cũng khá là buồn ha. Thôi cũng kệ các bạn ơi. Ok, trời nó vừa sáng các bạn ạ. Nãy giờ mình chờ trời tối mình đi ngủ. Trời ơi. À, bên đây có con Tentacool nè. Thôi mình không ra đâu. Đánh cái con đu đu cái đã. Đà điểu hai đầu hả mày. Đó. Chúng ta sẽ đánh bớt Pokemon ở khu vực này, để tạo cái cơ hội cho nhiều Pokemon khác nó xuất hiện hơn. Đây, có mấy con Blitzo nè. Hồi trước mình hay farm mấy con này để mà kiếm da đó các bạn ạ. Kiếm da nó để làm ba lô đó. Đây, Blitzo, mày quay đi đâu vậy? Mày hả con? Tính chạy đi đâu? Ồ, hai miếng da, khá xịn. Lấy cái PC ra, tự nhiên tôi vứt lộn vô cái ba lô làm cái gì không biết. Đó, qua bên này coi thử các bạn à. Ồ, đây, ở đây có một con Byroth cái các bạn à. Bữa giờ mới gặp được nó, trời ơi. Bữa mình bắt một con Pyroth được rồi. Ồ, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến em Pyroth cái xuất hiện luôn. Trời ơi, lụm nó ngay các bạn ơi. May mà các bạn nhắc mình á, mình mới nhớ mình thiếu. Pyroth cái. Wow, khá xịn các bạn à. Nhìn nó không có cái bờm như con Pyroth được ha. Nhưng mà cái màu sắc trên đầu nó có vẻ là sặc sỡ hơn. Nó có cái chùm lửa trên đầu nó các bạn à. Còn cái con Pyroth đực thì nó có cái bờm lửa luôn. Wow, nó như con sư tử vậy đó. Con này thì nhìn giống sư tử ha. À, cũng giống sư tử. Giống sư tử cái. Cũng được. Trời ơi. Cấp 49 các bạn ơi, bắt có vẻ khá là khó. Tiếp tục là Tamerbon nha. Mình sẽ spam đến khi nào mà thành công thôi. Có vẻ là khá là cứng đầu đây. Trời ơi. Em Pyroth này. Tamerbon tiếp tục. Tưởng đổi với con Hoopa là mình thành công dễ hơn chứ. Nhưng mà không phải các bạn ạ. Trời ơi. Đó là trường hợp ngoại lệ với con này rồi. Ây da, nó còn đánh mình nữa kìa. Nó đánh đau quá vậy. Cấp 49 à, cấp 50 thôi mà đánh mình rét quá chừng luôn. Trời ơi, con này phải bắt bằng được nó mới được các bạn ạ. Phải bắt bằng được nó mới chịu luôn. Tiếp tục là Tamerbon nha. Cố gắng spam cho tới khi mà thành công thôi.
nó cứ boost liên tục luôn à. Căng thật sự luôn. Mày boost liên tục hả? Tao cũng quăng bon mày liên tục luôn nè. Chờ khi nào mày chịu khuất phục mới chịu thôi. Thôi, mình sẽ đổi qua con khác đi, như là Tabu Lele. Đó. Wow, nó cũng đánh Tabu Lele như con luôn. Con này nó thật sự không ngán qua các bạn ơi. Đáng lẽ ra mình nên cấu máu của nó một xíu. Và lần này yes, oh, Empire Rod cái đã được thu phục rồi nè. Đổi qua Tabu Lele cái là khác ngay. Chúng ta sẽ so sánh xem hai con Pyrod này nha các bạn. Đây là con cái nè. Và mình sẽ search một con đực ra luôn nè. Pyrod. Đây, con đực đây các bạn à. Pyrod cái và Pyrod đực. Wow, con đực nhìn cái màu nó không có được tươi cho lắm hả? Sao nhìn cái màu trên cái icon nó tươi lắm mà ta? Hai con đều mang hai hệ. Song hệ, hệ normal và hệ fire các bạn à. Wow, con này nhìn nó nhạt hơn nè. Pyrod cái thì nó tươi hơn. Đó, xịn ngay. Thêm một Ember Gorgon nữa các bạn ạ. Wow, thời gian bây giờ đang là 4.900. Oh, 4.900 là gần 5.000 rồi. Chúng ta chỉ còn 1.000 nữa thôi là nó sẽ kết thúc cái buổi sáng các bạn ạ. Tụi mình đi vòng vòng cái đã. Nãy mới thấy cái Thunderstone Shark chỗ này. Tôi leo lên tôi đập cái này ra mới được. Đó, được hai cục các bạn ơi. Khá xịn. Mà ghi nhớ con gì vậy? Cũng là con Raihin luôn. Lập ngay các bạn ơi. Giết nó ngay để cho mấy con mình còn tìm á, nó sẽ tăng cái tỷ lệ xuất hiện hơn. Đó. Wow, trời ơi. Con Nidorino này tự nhiên thách đấu tôi đúng không? Cho mày ăn một skill Sajic nha con. Giỡn hả? Để mình coi thử cái con Raw này, cái tỷ lệ xuất hiện. Wow, tỷ lệ xuất hiện là 45 chấm. Cũng cao các bạn ạ. Biome là tại vùng Savannah M. Và thời gian là buổi sáng. Buổi sáng nó sẽ bắt đầu từ 22.500 tới 6.000 nha các bạn. Tức là từ tối bên hôm kia tới buổi sáng luôn. Em này mất hình dạng rồi. Cho mày lại hình dạng mới nè con. Inbound nó liền các bạn à. Em ta sẽ cố gắng tìm một xíu đi. Cố gắng tìm một xíu nữa. Wow, cái vùng Savannah M này cũng khá là rộng ha các bạn ha. Chúng ta cùng đi khám phá thử xem. Wow, bên đây cũng là vùng Savannah M luôn nè. Wow, xịn dạ. Khá là rộng lớn các bạn ơi. Mình chủ yếu là thấy là toàn là núi cao thôi. Chắc M là viết tắt của từ Mountain quá. Savannah M. À đúng rồi, Mountain chứ gì nữa. Chắc có vẻ là vậy rồi. Ok, bay vòng vòng khám phá một xíu thôi các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ lại trở về với cái chủ đề chính. Bên kia có cái Poké Chest kìa. Để mình đi ra mình lấy luôn. Lâu lắm rồi mình cũng chưa quay lại Bissimin. Cũng nhớ mùi mấy cái chest này lắm. Đi ra lấy thử coi. Ta là chúng ta được Brand Bond các bạn ạ. À sẵn mình sẽ lấy thêm số Tamabon xuống luôn. Đó, cũng như là Whitbon. Wow, Whitbon mình hết luôn rồi hả? Rustbon nữa nè. Rồi, còn cái bon nào nữa không? Chắc là đủ rồi các bạn à. Trời ơi. Chúng ta còn 6 quả Masterbon và 1 quả Bitbon. Nhưng mà chưa có cơ hội để mà xài. Chắc hôm nào mình phải phiêu lưu xuống cái thế giới Ultra Space mới được các bạn ạ. Phiêu lưu vào Ultra Space một lần nữa. Được trước chúng ta có vào một lần rồi. Vào đó chúng ta được Summerburn thôi. Quá xịn luôn. Đấy.
Chúng ta sẽ đứng đây và chờ một xíu các bạn ơi. Trời ơi. Đây, trời nó xế chiều rồi các bạn ạ. Nãy giờ mình vẫn đứng đây mình treo máy. Còn roll line này tính thách đấu tôi hay gì? À, chơi mà chạy trốn hả? Cho mày một skill duck pull liền nha con. Ồ, hiệu ứng skill rất là đẹp các bạn ạ. Wow, khá xịn. Ở đây, em Brian nữa hả? Cho nó thử một skill nữa luôn. Mày hả con, cho mày chưa? Lit Leo hả? Mày hả? Đánh mấy con này để cho mấy con khác nó có tỷ lệ xuất hiện nhiều hơn. Vittini đã xuất hiện các bạn ơi. Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi nè. Wow, và nhìn nó khá là nhỏ các bạn ạ. Wow, thì Vittini nó đang đấu với con nào vậy? Có vẻ nó đang đấu với con nào rồi các bạn ạ? Hy vọng nó sẽ chiến thắng nhanh thôi. Chúng ta sẽ gọi cái con Charizard ra. À, con cấp 73, à 76 của mình chứ. Mình nhớ nó tầm 70 mấy đó. À, con Raihen này. Mày tính làm cái gì đây? Eruption này liền nha con. Tính thách đấu với Tiny của tao hả? Đây, lần này mình sẽ thách đấu nó các bạn ạ. Đó. Chúng ta sẽ chuyển qua cái con Charizard để mình cấu máu trước nha các bạn. Bắt huyền thoại thì tốt nhất chúng ta nên cấu máu trước cho nó an toàn. Huyền thoại nó cực khó bắt luôn. Ây da, mấy cái con kia nó tính đánh mình hay gì vậy? Nó cứ chạy vòng vòng đây hoài à. Ây da, skill khá là đau các bạn à. Mình sẽ slash nó liên tục luôn. Slash nó tiếp tục nha. May đây con. Wow, lần này có vẻ rút khá là nhiều máu rồi. Rồi đủ rồi, chúng ta sẽ chuyển qua NT thôi. Đó, chuyển qua NT và chúng ta sẽ tiến hành spam thật là nhiều. Ở đây thì mình sẽ spam trước một quả Whipman. Wow, chưa được một giây nữa nó đã hủy cái quả bon của mình rồi. Vậy thì tiếp theo là 5 quả Dust Bon nha. À, con kia tính kiếm chuyện với tôi hả? Để cho tôi bắt cái con Vittini này coi. Trời, nó cũng đang tối mà các bạn. Cứ Dust Bon mà xả thôi. Wow, nó boost cái gì nữa kìa. Dust Bon. No. Vẫn không được, nó vẫn boost tiếp các bạn ạ. Khá là cay cú. Tiếp tục các bạn ơi. Cố lên, không có vấn đề gì hết. Mấy con huyền thoại này thôi. Dust Bon tiếp tục. Khá là khó thành công bạn à. Giờ là thời khắc để mình spam thật là nhiều Tamerbon nha. Wow, cái con kia nó cứ quay vòng vòng chỗ mình kìa. Tại vì mình đang trong cái trận chiến rồi đó, nên nó thách đấu mình đâu có được đâu. Nó cứ quay vòng vòng mình hoài à. Cây chứ con. Đó. Nó vẫn tiếp tục boost và mình vẫn tiếp tục không bắt được nó. Căng thật sự. Tamerbon tiếp tục nè. Nãy giờ 4 quả rồi đó. Để chúng ta sẽ cùng đếm xem bao nhiêu quả Tamerbon thì con Vittini này nó chịu khuất phục nha các bạn. Đó. À, và để ủng hộ mình làm tiếp cái video này, các bạn đừng quên bỏ lại một like và subscribe cho kênh Fury Gaming. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký á. Đó, để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Mình cũng vừa lập cái fanpage của kênh Fury Gaming. Link mình để ở dưới phần comment á. Có gì các bạn vào đó ủng hộ mình một like nha. Đó. Vài bữa mình sẽ đăng bài ở bên cái space đó nha các bạn. Và cái con kia nó kêu theo đồng bọn tới các bạn ơi. Bây giờ là hai con nó vây cái chỗ mình luôn. Wow, dữ tợn quá vậy. Trời ơi, nó đánh không được, nó kêu đồng bọn tới các bạn ơi. Wow, và em Vittini này có vẻ khá là mạnh đây. Nó toàn thổi skill hệ lửa vào mình không nè. Vittini thì nó có một skill, đó chính là V Ray các bạn à. Lửa, cái skill mà tạo ra lửa chữ V đấy.
rất là mạnh luôn. Thì cái skill đó thì chỉ có hai con học được thôi, đó chính là Victini và Rayquaza nha các bạn. Đó, hai con kinh khủng thật. Wow, và hút ba của mình sắp chết rồi. Nãy giờ là quả bom thứ 12 rồi đó, quả summer bom thứ 12 rồi nè. Ây da, và hút ba nó bị ngẫm củ tỏi rồi. Lần này chúng ta sẽ tiếp tục spam thêm các bạn ơi. Hai con kia nó cứ chạy vòng vòng mình hoài à. Trời ơi, tính kiếm chuyện hay gì. Wow, khá là khó khăn các bạn ơi. Quả thứ 15 rồi nè. Cố lên anh em ơi. 15 rồi đúng không? Đúng rồi. Và lần này, yes, Victini cuối cùng đã bị khuất phục các bạn à. Trời ơi, đâu con nào mới kiếm chuyện với tao đâu. Mày chạy đi đâu hả mày? Kêu đồng bọn tới rồi chạy hả? Dứt hai con liền các bạn ơi. Chỉ 15 của Tamabon thôi. Quá là gọn luôn. Trời ơi, để chúng ta coi thử nào các bạn à. Victini. Wow, Victini này nó đạt kích thước này là cũng khá là bự rồi đó. Thường Victini nó nhỏ lắm. Để mình coi kích thước nè. Kích thước huge. Thước bự rồi các bạn à. Và nó có spa skill là Incinerate, Flame Check và Inferno. Spa skill gây sát thương thôi. Dễ thương. Siêu dễ thương các bạn ơi. Cuối cùng thì Victini cũng thuộc về tay chúng ta rồi. Rồi để mình chuyển nó vào trong đây. Cất nó vào các bạn ạ. Chúng ta sẽ lấy Celebi ra và chúng mình đi qua mình đánh con này cái đã. Con này nhìn lạ quá ta. Hình như là cấp 2 của con Bizzo các bạn ạ. Đúng rồi, đây là ZGK. Cấp 2 nhìn khá là bự ha. Mày nè con. Con này thì cho hai cái da luôn, khá xịn. Chúng ta cất hai cái da thôi. Rồi, trời nó cũng tối các bạn ạ. Quá may mắn mà chúng ta gặp được cái em Victini đây rồi. Để bây giờ mình đi về mình ngủ cái đã. Rồi sáng mai chúng ta lại tiếp tục đi ra đây và kiếm cái em đấu sĩ của mình nha. Trời ơi, cái em Ro đó. Kiếm thì không thấy mà Victini nó đã xuất hiện rồi. Đó. Vùng nào quên rồi. Savannah M các bạn à. Vùng này nè. Đó. Ây da. Mới ra. Mới sáng sớm thôi mà đã có con kiếm chuyện với tôi rồi hả? Tiễn nó đi liền các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Tiếp tục với cuộc hành trình này thôi. À, có con Bondo luôn. Mày này Bondo, kiếm chuyện với tao hả? Wow, nó có cái nội tại là còn một máu các bạn à. Wow, nó cho mình ruby vậy. Cũng xịn. Cũng quý. Trời ơi. Wow, chỗ này nó khá là tối ha. Tại vì ở trên nó có cái núi nó che lại các bạn à. Có con Hunter ở đây luôn hả? Wow, hay vậy. Cũng được các bạn ơi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ tiến hành dùng Hoopa để mà... À từ từ, có con Rockin Rolla ở đây các bạn à, con boss. Chúng ta cùng qua xem coi. Nó nằm ở đâu vậy? Nằm... dưới đây cũng không có luôn. Vậy nó nằm trong cái hang động rồi. Thôi kệ đi các bạn à. Để mình dùng cái con Hoopa Inbound để mà bay quanh cái vùng Savannah M này đi. Savannah M. Thời gian mới có 1800 thôi. Khá là tốt luôn. Chúng ta còn hẳn 4000 nữa. Nó mới tới 6000 lận các bạn ạ. Trời ơi. Đó, có con boss nè. Lit Leo các bạn ơi. Quá xịn. Đây. Boss hệ lửa đúng không? Hệ lửa thì để mình thôi dùng hệ lửa để trị hệ lửa luôn. Mặc dù gây sát thương rất là thấp các bạn ạ. Tiếp tục eruption nữa một phát nữa. Ui, nó đánh mình gờ đao và chưởng. Để mình fire blast nó nha.
quả cầu lửa. Nó cho mình một cái Ray Candy. Và trên đây nó có một con Lip Kitten nè các bạn. Để mình cất cái Ray Candy cái đã. Quá xịn luôn. Lip Kitten. Bộ cái heo một phát coi các bạn ơi. Đi lên coi thử nó ở đâu rồi. Đây. Khá là xịn. Lần này thì dùng Whipball luôn nha. Lần này mình đã chuyển qua luôn cái con Hoopa để mà bắt luôn rồi. Không dùng anti nữa. Whipball mà thẳng tiến thôi. Một quả được luôn nè. Ui và chúng ta có một con Lip Kitten mới nữa nè. Để mình lên mình bắt nó luôn. Trời ơi. Hôm nay ngày gì mà Lip Kitten xuất hiện nhiều quá vậy. Khá là may các bạn ơi. Đây. Mày le lưỡi mày liếm ai ở đây hả? Mày hả con? Tiếp tục là Whipball các bạn ơi. Ui. Có vẻ là không ổn rồi. Có hút ba của mình nó mất một máu rồi kìa. Để nó mất máu là cái điều khá là tối kỵ bạn à. Nó mà càng full máu thì bọn Pokemon này nó càng sợ mình. Đó. Thì mình chơi mấy hôm giờ thì cảm thấy là nó như vậy đó. Ok. Không được rồi. Vậy chúng ta sẽ chuyển qua Whipball đỡ các bạn ạ. Quên lộn. Tamerborn chứ. Mình nói nhầm. Tamerborn. Trời ơi. Nói một xíu xong tôi nói bậy bạ luôn rồi. Vẫn không thành công các bạn ơi. Khá là khó chịu đây. Tiếp tục là Tamerborn nha. Và lần này đó, có vẻ là thành công hơn rồi các bạn ạ. Khá xịn. Để mình tiếp tục bay vòng vòng cái vùng Savannah M này luôn nha các bạn. Savannah M. Để mình xuống đây mình kiểm tra trong cái PC coi. Cái khu nào trống trống như khu này chẳng hạn. Con này Roll Lao các bạn ơi. Và cuối cùng nó cũng có cái kỹ năng mà mình còn rồi nè. Đây Roll Lao. Skill hệ đá các bạn ạ. Ôi ơi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ không cần phải tìm nó một lần nữa rồi. Lip Kitten quá đủ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung đi mà tìm cái con Roll nha các bạn. Con đấu sĩ của mình. Đây rồi. Roll các bạn ơi. Nó cũng xuất hiện luôn nè. May quá, may là cái tỷ lệ nó cũng khá là cao. Đây, đây là con màu đỏ nha các bạn. Chúng ta còn một cái con màu xanh nữa và nó tên là Shock. Shock. Đó. Rồi, đầu tiên để mình bắt con này cái đã. Cấp 34. Ôi ơi. Wow, khá là cứng đầu ha. Đúng là đấu sĩ mà. Chúng ta sẽ qua luôn mấy quả Tamerborn đi. Bắt lẹ luôn các bạn ơi. Chứ để lâu là nó tẩu thoát đấy các bạn ạ. Wow, nó gây chón mình rồi kìa. Spa là chón hay là tê liệt gì đấy. Ok. Tiếp tục là Tamerborn nha. Lần này là xong rồi các bạn ơi. Và cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được em Pokemon hệ giác đấu đầu tiên trong tập ngày hôm nay rồi. Đó chính là em Roar. Và mình sẽ cho các bạn coi luôn. Đây. Đây là Roar nha các bạn. Các bạn nhìn lông mày với mũi nó sao nó dính liền với nhau vậy. Để mình cho các bạn coi luôn cái em Shock. Shock. Đây, nó đây các bạn ạ. Roar và Shock. Con này thì lông mày nó dính một bên thôi, còn con kia lông mày nó dính hai bên luôn. Khá là xịn sò. Một em màu xanh, một em màu đỏ. Bạn nhìn nó thủ thế rất là đã không. Quá sướng luôn con gì. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cất một em vô, em Magic vô. Và chúng ta sẽ lấy những con bảo mệnh cần thiết ra, đó như là Rotgun các bạn ạ. Và một em nữa, đó chính là em Timpro. Rồi đủ rồi.
Bây giờ mình sẽ đi qua cái hội quán Rat Bức Kim, hội quán hệ bọ, để mà tiến hóa luôn ba con này nha các bạn. Đó, Lit Kitten, Rodgen và Timper nha. Đây, vô trong đây và tiến hành luyện cấp quen thuộc phải bạn ạ. Lại gặp ông này rồi. Trời ơi, kiểu như cái series này mà không gặp ông này là mình không chịu được hay sao á. Phải gặp để mà luyện cấp thôi bạn ơi. Ô, mình dùng cái skill hệ Z rồi mà. Sao mình dùng cái skill Z rồi mà nó vẫn không có tác dụng. What the hell? Fire Blast mày luôn nha con. Ồ, Fire Blast hụt luôn rồi hả? Ghê vậy? Mày nè con. Rồi, đủ rồi các bạn ơi. Và lần này nó đã có hai con tiến hóa rồi. Đầu tiên là Timper. Đồ, con này nó cầm khúc gỗ các bạn ạ. Wow, cái khúc cây này nhìn nó khá là giống cái cây sồi ha. Wow, nó chuyển lên cầm cái cục cái cây thép rồi. Đây là Girder nha các bạn. Oh, nhìn rất là lực sĩ luôn. Tiếp theo là Lit Kitten. Con này thì không phải là hệ giác đấu. Đó, nó chỉ là một cái con Pokemon mà mình thiếu thôi. Cái bậc tiến hóa của nó thì mình thiếu đó. Đó chính là con Blissey nha các bạn. Nó đây. À, lộn. Nó chính là Litky Litky. Ôi, mình xin lỗi. Trời ơi, tôi nhầm hai con. Litky Litky. Trời ơi. Về phần cái con Girder này á, thì nó còn một cái dạng tiến hóa nữa các bạn ạ. Nhưng mà nó phải trade nó mới được thôi. Để mình cho các bạn xem. Evo. Đó, nó phải trao đổi với người chơi khác, tức là trading thì nó mới được. Trời ơi, khá là buồn. Đấy. Trời ơi, xịn chưa? Xong hai em liền. Và mình còn một con nữa, đó chính là con Rodgen các bạn ạ. Mình bỏ thêm Pokemon vào trong đây để cho nó bắt đầu luyện cấp lên các bạn ạ. Hay da, cố gắng luyện cho con Rogan này thôi. Chắc phải luyện 10 level nữa các bạn ạ. Tại vì con Rogan này á, nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt level 37. Hiện tại thì nó mới có level 27 thôi. 10 cách nữa lận. Khá là xà đấy. Ồ, mất sperm hả? Mình sẽ thay bằng skill này đi. Đó, sẵn mình sẽ học skill từ từ cho con Rodgen này luôn. Wow, tiếp tục luyện cấp anh em ơi. Chắc cũng khá là nhanh thôi. Ồ, lần này